Em xin chào tất cả mọi người ha. Thì ngày hôm nay là ngày 24 âm lịch rồi ha. Thì cũng gần tới ngày Ngắt Ngọn rồi ha. Thì hôm nay em mời mọi người xem lại những cây em đã chăm mấy ngày qua ha. Em đi từ chậu nhỏ tới em có 7 chậu ha. Đây. Tại em đứng ở trên em che em quay trên xuống ha. Đây, đi những chậu nhỏ tới ha. Thì về cơ bản thì cho tới thời điểm này thì nó cũng được khoảng 6 cặp lá rồi ha. 6 cặp lá. Tức là nó vừa đủ cơi để mình ngắt ha. Đây em trồng 7 cây, có cây nãy lùng ha. Hai cây nãy lùng em quay hướng ngày sáng ha. Ở bên đây cũng vậy nè ha, đây là hai cái này lùng, là cái này nó thấp hơn ha. Thì chuẩn bị trước cái ngày mà ngắt đọt ha, thì em cũng phun cho nó thêm một cử nữa ha, thêm một cử để nó lên chèo thêm ha. Vì cái dàn chèo của em thì bẩm em mới phun con cử à, em mới phun thêm cử nữa ha. Thì bữa nay nhìn cái dàn chèo nó cũng có thể gọi là tạm ổn ha, tạm ổn ha. Dạ cũng cây nhỏ của em. Đây, cây nhỏ của em ở đây nè. Em không có lựa cái cây mà chèo nhiều quay ha. Đây cũng có chèo nè ha. Đây dàn chèo này nè ha, mập tù lù luôn ha. Đây là cây này ốm nhất nè, đó, cũng có ha. Đó, cũng có ha. Rồi quay cây trước này, cũng có ha. Đây cái cây này lùng nhất nè, nó cũng tạm thời bây giờ là nó cũng đã lên cũng ổn rồi ha. Thì em cũng mới phun thêm cho nó một cử mình dưỡng chèo thêm ha, dưỡng chèo với thân lá, đằng sau khi mình cơi đọt á, thì nó cho cái cây nó được khỏe hơn với nó phát nhanh hơn ha. Thì em cũng xài là cái hai cái loại bơ hõm ha, em cũng xài cũng 30-10 te này ha. Đây là loại này nè ha. Đây thì nói chung á, vô cái thời đại gian mình dưỡng chèo dưỡng lá thân cành đồ này nọ rồi ha, thì 30-10 te thì loại nào cũng được ha, dạng nước dạng bột dạng cơm gì cũng được ha, mà miễn sao mà là nó ghi mà trong cái bịch nó là nó ghi nè ha, vượt đọt này mập cành vậy nè ha, nở cộng gì đó nha. Bởi vì em cộng thêm thằng gót hai thì em cũng đã nói nhiều clip trước rồi ha, là em phun qua lá là em cộng gót hai bất cứ phân gì ha, chỉ trừ có là cái phân nấm bệnh thôi ha, nấm bệnh là em không cộng này ha. Và em cũng khuyên mọi người ha, nếu mà xịt phun được thì phun thằng phun trước khi ngắt đọt ha, là phun cái thằng Ridamin Gold ha, phun nó ngừa tới cử đi rồi ha, qua bữa sau rồi mình ngắt ha. Và ngắt đọt như thế nào thì em cũng nói trước đến mọi người luôn ha. Thì cái này là em phun tới cử nè, em dự định là khoảng 26 là em ngắt ha. Là cái bình gót hai nè, này bình em mới xịt dư ha, bình em xài bình lít có 1,5 lít à. Bình nhỏ nè, nó có 1,5 lít à. Là cái màu nó đen đen ha, còn dư miếng đen đen. Đen đen là cái màu của thằng gót hai này ha, gót hai này màu nó đen. Thì em dự định khoảng 26 cho đến 27 em ngắt ha, cho nên là em bổ sung thêm cho nó một cử phân ha, cử dưỡng nữa ha. Cử dưỡng chèo với cây thân cành luôn ha. Quên thân cành. Trồng mai vàng nó thân cành ghét quen. Dưỡng chèo với dưỡng bộ tạng ha. Thì nếu mà mọi người trước khi ngắt thì em cũng khuyên mọi người nên phun một cử Ridamin Gold, là pha là với liều lượng là em pha là khoảng 1 đến 2 gram 1 lít trên 1 lít nước ha. Thì em pha là khoảng 2 gram ha, 2 gram trên 1 lít nước. Và em phun là dắt chiều tối ha, chiều tối á, rồi sáng cái đầu em phun sương em xả sơ lại ha. Là phun cái đó để ngừa nấm khuẩn rồi ha, ngừa trước. Rồi sau đó mình cơi đọt cho nó
tại khi mình cơ đọt á là mình lật ngang ha, lật ngang ở trong này nè ha, lật ngang đó ha, là nó gãy là nó sẽ có vết thương ở đây ha. Thì lúc đó mình phun trước vitamin gold thì nó cũng đỡ ha. Còn có những loại thuốc sau khi cơ đọt mình phun lên đó luôn để giống như làm lành vết thương vậy ha. Còn em thì em không có xài loại đó ha, ở đây em tiệm mua không có, cho nên em chỉ xài vitamin em phòng ngừa khuẩn trước thôi ha. Rồi còn cái thời gian mà mọi người cơ đọt, cái giờ á mà để mình cơ đọt, ví dụ đi ha, ví dụ là cái ngày 27 26 mọi người cơ đọt ha, mọi người ngắt đọt ha, em ví dụ là 26 mọi người ngắt đọt thì mọi người nên kêu bằng là phun sương ha, phun sương cho nó mát cây cái là vào buổi sáng ha, phun vậy đó cho nó giữ ẩm cái chậu của mình vào buổi sáng sớm ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình sẵn nó mình xả sương muối luôn, xong mình phun xong ha, xong rồi cái đầu mình đợi đến cỡ 9-10 giờ á, lúc trưa ha, là cho nó khô lá là hết ha, rồi lúc đó mình mới ngắt đọt. Và tại sao em kêu mọi người ngắt đọt vào lúc mà nắng ha, mọi người canh cái ngày nắng mà mọi người ngắt nha, tại vì cái lúc mà mình ngắt vào cái ngày nắng á thì cái lúc mà mình bẻ gãi cho này nó sẽ có mủ ha, là nói chung nó bị vết thương ha, là mình ngắt lúc nắng á thì nó sẽ là mau khô hơn ha, mau khô cái vết thương này nè, nó không có dễ bị nhiễm bệnh nhiễm khuẩn ha. Còn nếu mà người ngắt cái chiều tối á là xương nó xuống ha, nó dễ bị khuẩn ngay đầu này nè ha, ngay chỗ mình ngắt á là nó dễ bị thúi ngay chỗ đó ha, mà thúi chỗ đó là thua ha. Thì mọi người cũng đã trồng cây dân thọ ha, cho tới thời điểm này á thì nói chung cũng đã ngon lành hết trơn ha. Thì bây giờ là mình cứ cố gắng mình giữ nó ha, phân thuốc gì mình cũng nên đi là hạn chế ha, đi cái liều mà vừa đúng với nhà sản xuất thôi ha, hoặc là thấp hơn chứ cũng không nên đi cao ha, tại vì mình chăm cái thời điểm này có thể gọi là cái thời điểm là rất quan trọng ha. Khi là mình cơi đọt xong rồi tới cái thời điểm mình làm nụ ha, thì tới cái lúc mà em cơi đọt em xài những loại phân thuốc gì thì em cũng chia sẻ đến với mọi người ha. Tại vì tới lúc cơi đọt là bắt đầu mình sẽ bước qua là cái bằng là cái giai đoạn nó khác rồi ha, sẽ chuẩn bị qua cái giai đoạn khác, cho nên là phân thuốc mình cũng khác hơn ha. Rồi tới giai đoạn làm nụ ha, giai đoạn làm nụ cũng phân khác luôn, phân thuốc khác luôn. Rồi tới cái giai đoạn mà khi mà nó xé kiến á, nó lên màu ha, tức là nó khi mà mình biết cái cây dạng thọ nào nó lên màu ha, là khác nữa ha. Em cũng chia sẻ tiếp là những clip là tiếp theo để cập nhật tiếp theo để cho anh chị em nào mà mới chơi ha, về phân thuốc. Nói chung là em xài ở đây là em xài phân thuốc đơn giản lắm, nói chung là tiệm bảo vệ thực vật nào nó cũng cái bằng là có bán hết ha. Chứ còn phân thuốc em đi như mấy anh chị nhà vườn, mấy anh em nhà vườn á, nói chung là người ta kỹ thuật người ta rất cao, người ta đi phân thuốc nhiều khi mình tìm mình mua không khó, cũng căng ha. Em thì đi phân thuốc theo với cái cách là đơn giản nhất. Rồi thì clip đến đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người ha, đã hôm nay đã cùng đã theo dõi những clip vừa qua ha. Em cũng xin tạm biệt mọi người ha, em sẽ cập nhật lên những clip tiếp theo ha, cái ngày cơi ngọn em cũng sẽ cập nhật cho mọi người xem luôn ha. Rồi em tạm biệt mọi người ha.